Vâng, xin chào các bác nha. Chào mừng các bác đã trở lại với trang Kính Cổ Quý Xưa. Trước tiên rất cảm ơn các bác luôn quan tâm kênh của em trong suốt thời gian qua. Các bác nào mà chưa kênh của em, ấn nút đăng ký kênh màu đỏ góc phải bên dưới video, nó biểu tượng quả chuông. Để mỗi khi lên video, hệ thống YouTube sẽ gửi tin nhắn rất nhanh đến số điện thoại các bác. Vì ngày nào, hàng ngày, để có video để tránh mất thời gian là sẽ vào phiên ngày hôm nay. Phiên ngày hôm nay có cái tính đó là dây băng Ulusman 3 cầu size 62-14 của nguyên tem tạc sổ. Dòng này thì không được giới thiệu nhiều vì là em về dòng rất nhiều. Mỗi lần em về hàng chục cây, hàng trăm cây dòng các loại dây băng, các đời dây băng. Size 624 nha, nguyên tem tạc sổ, đây là cầu sừng ve sừng. Mắt này thì là mắt màu len khói, nguyên tem tạc sổ. Cái kính này được sản xuất ra thập kỷ 70. Giá mềm thôi, 3 cầu, giá 6,2 triệu, đầy đủ nguyên bao. Rồi, phải nói sơ qua, các bác nào Hà Nội, gần Hà Nội qua địa chỉ nhà em ở ngõ 390 đường Trường Chinh, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, số điện thoại là 091 6566 826, cũng là số điện thoại Zalo. Các bác ở tỉnh ở xa hết sức yên tâm rằng em sẽ gửi bằng phương tiện bưu điện, ô tô, máy bay, tàu hỏa. Cái phương tiện gì nhanh nhất, hợp lý gửi phương tiện đó, thời gian gửi từ 1 đến 2 ngày, chậm nhất là 3-4 ngày tùy theo thiên tai dịch bệnh bão lũ. Đỉnh cầu trên là B là dây băng USA. Đỉnh cầu trên. Mọi thông tin chi tiết rất rõ ràng, luôn luôn ghi bên dưới video kèm theo địa chỉ lâu năm, số đúng loại lâu năm, giá cả rất rõ ràng, hình thức mua bán, thời gian bán hàng. Về thời gian bán hàng từ 7 giờ sáng đến 23 giờ. Đây nha, ngầm cầu dưới này B là dây băng size 624 Ulusman, size 624. B là dây băng West. Đấy, 624 size 624, cầu sừng ve sừng, 3 cầu. Đấy, chuôi thì con này thậm chí con chuôi con này nó còn có mã số. Đánh mã số từ ngày xưa, đó là tức là cái chuôi bên trái đấy, đây rất hiếm nhá. Nó đúng ra là cái phiên bản này gọi là phiên bản limited edition, chuôi có mã số này. Thời gian bán hàng từ 7 giờ đến 11 giờ tối tất cả ngày trong tuần, không nghỉ ngày nào, kể cả ngày lễ, ngày Tết. Với điều kiện có điện thoại trước cho em, tránh tình trạng đến số của anh bị hàng, giao lưu đồ cổ đồ xưa, và đặc biệt hơn là đi thẩm định và định giá đồ cổ đồ xưa cho anh em và người thân. Các bác nếu điện thoại trước xem thì em sẽ liên kết đoán từ xa và lắng nghe thấu hiểu cái gì bác nói, tư vấn cố vấn cho bác chơi món đồ cổ xưa gì hợp tình hợp lý hợp ví hợp tông gu. Đó là giá trị cực kỳ lớn mà khi các bác mua bán ở những nơi đồ cổ đồ xưa lâu năm có thương uy tín Hà Nội như Sài Gòn, em một số anh em là 20 năm 30 năm, số điện thoại là trên 20 năm. Còn ngày nay thì những đối tượng xấu họ bán qua những cái gian hàng ảo, trang thương mại điện tử, bán qua app, không địa chỉ, không số điện thoại, mà có số điện thoại toàn xin khuyến mại sim rác, những trang mạng xã hội cũng thế. Các bác hết sức lưu tâm ý, bởi vì đối tượng xấu họ rất lưu manh, họ còn lập nên những cái nick tích xanh tích đỏ để đánh lừa, giống như theo cái phương châm bắt chước theo cái bộ lăn đột biến. Hết sức cảnh giác với đối tượng xấu. Mình mua bán bất kể đồ cổ xưa hay hàng hiệu, phải mục sở thị tại nhà, có làm sao để nhân vạn được. Thứ hai, bán tại nhà những nơi bán đồ cổ xưa lâu năm không uy tín thì người ta luôn luôn đảm bảo tính pháp nhân pháp lý. Thứ ba là người ta tư vấn cố vấn cho mình chơi đồ cổ xưa gì hợp tình hợp ví hợp tông vùng. Đấy mới là cái giá trị cực kỳ lớn các bác nhận. Bác nhận được. Các bác nhớ là trước khi đến xem hay mua bán đồ cổ xưa thì bác nhớ điện thoại trước để liên kết đoán từ xa. Đó. Giá là 6,2 triệu nhá, cái dây băng Ulusman 3 cầu size 6214, nguyên zin toàn bộ, độ mới là 95.97%. Nguyên tem tạc sổ từ thập kỷ 70. Giá là 6,2 triệu. Một lần nữa rất cảm ơn các bác luôn quan tâm dành thời gian xem và theo dõi video của em vừa dài vừa thô. Bác nào mà chưa kênh của em phải nút đăng ký kênh màu đỏ góc phải bên dưới video, nút biểu tượng quả chuông để mỗi khi lên video hệ thống YouTube sẽ gửi tin nhắn rất nhanh đến số điện thoại các bác. Vì ngày nào, hàng ngày em đều có video tem tạc sổ của nó nhé. Wow, rất là mới. Vâng, xin chào, hẹn gặp lại các bác phía sau.